Bây giờ mình mua hai con cá lóc về, còn họ rau họ đưa nè các bạn. Rồi xà lách xanh, bún lủi, rồi rau quế, ngò ôm, cái gì cũng có chứ á. Rồi hình như có lá cóc nữa nè. Ở bên Mỹ nè, không bao giờ các bạn sẽ ăn được lá cóc nữa nha. Ăn nó chua chua, mình ăn thử rồi rất là ngon. Một cái dĩa rau này thì ở bên Mỹ các bạn mua nhiêu? 10 đô phải không? Đó, 10 đô đó là mùa hè nha. Còn mà nếu mà nói về mùa đông không có đâu. Mùa đông bây giờ ở bên bển làm gì có rau. Nếu mà ở bên Mỹ mà mình mua một cái mẹt rau như thế này thì có thể gọi là sai xí phẩm. Đây là cái con gà quay nãy mình mua đó bạn. Quay nướng lu theo người Huế nha. Có 170 chạy ra khoảng cỡ 7-8 đô gì đó. Thì họ sẽ có dưa leo cho mình, rồi họ sẽ cũng có rau răm, và chút xíu nữa mình sẽ bày ra hai con cá lóc nướng nữa. Rồi, công chúa của tôi vào trong bàn rồi nè nha. Bữa nay công chúa uống bia không, công chúa? Đó, bữa nay công chúa của tôi uống bia nè, thấy không? Tú ở đây nè, Tú ơi. Tú ơi, ngồi ăn đi con. Ngồi ăn đi con. Cho anh coi chút xíu nha. Bây giờ đó, mình bữa nay mình lại cái quán Quế. Gà quay, heo quay, bánh bao, nước sốt đặc quyền luôn rồi. 321 Phan Nhân Trị, quận Bình Thạnh. Bây giờ mình lấy một con gà bỏ vô cái gọi là gà quay hả? Nướng lu, quay lu, quay lu. Đó. Có nghĩa là quay sẵn rồi các bạn. Bây giờ đợi hâm cho nó nóng lên. Rồi. Nhìn thấy ngon lắm các bạn. Chảy nước miếng, chảy nước miếng nha. Chủ quán này thì hai căn luôn các bạn, căn này với lại căn bên kia. Căn bên kia là số mấy hồi nãy, như là 325 phải không? 325 rồi. Cá lóc nướng một con bao nhiêu em hả? Dạ 150 anh. Hả? Dạ 150. 150 con này. Con này 170. Có bánh bao nữa. Có nghĩa là gà quay rồi có thêm bánh bao nữa. Dạ. Đi kèm mà đi kèm con bò vậy đó. 300 với lại 170 nữa là 470 à. 470 rồi. Xong rồi chặt cái anh ha. Rồi lại anh quay cái kia. Bữa nay thì là mùng 4 Tết rồi các bạn. Tới mà viếng thành tài á. Trời ơi, nghe mình nghe nói cái chỗ nào á nó đông lắm, tân quý gì đó. Là nướng cá lóc và nướng tấn cả ngày luôn á các bạn. Cá lóc nướng. Như là họ đã sơ chế xong rồi các bạn. Bây giờ cái mình đem lên đây mình nướng lại thôi. Quấn với các bạn mình nướng lại thôi. Mình lấy con gà đằng kia rồi. Ủa này cá lóc nướng nướng theo kiểu miền Trung hay sao các anh hả? Miền Tây hả? Trời, có cái mặt bằng này ngon quá ha. Tại vì thấy đề chữ Huế. Cái mặt bằng này ngon quá ha, Tấn ha. Quá lý tưởng luôn.
Rồi, rồi cái nhà này thì khó cần phải bàn cãi. Khó cần phải bàn cãi. Ở đây có bán rượu nếp luôn nữa. Lâu lắm rồi mới thấy có người đề cái chữ là bán rượu nếp. Rượu nếp cái me. 10 mét á, trời ơi, quá lý tưởng luôn ngang nhà. Một tỷ ly ông phải chỉ mà. Cái dây thông ngang, mở dây thông ngang. À, hai con cái với lại một con gà. Gà, hai cả một con gà 347. 47 ha. Hai con cá lóc nướng và cộng thêm một con rời cơ quay chỉ có 470 ha các bạn. Ăn nguyên cái gia đình luôn. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi để mình lại đăng ký lấy con gà quay. Đăng ký lấy con gà. Hai bên cũng là một chủ luôn nha các bạn nha. Gà quay một con thì là 170 ngàn nhưng mà họ có bánh bao kèm theo nữa. Sáng hơn hả? Quán mình mở từ mấy giờ tới mấy giờ em? 8 giờ tới 8 giờ sáng tới 8 giờ tối. Mình ở địa chỉ này lâu chưa? Mình mua bán ở đâu chưa? Giờ 1 năm rồi đó. Còn địa chỉ bên kia là 15 năm trong nghề rồi. Cái chỗ mà cá lóc nướng đó hả? Dạ, 15 năm rồi đó. Là còn cái này là mới mở ra của ổng luôn. Một nhà mình bán được mấy chục con gà là bình thường bây giờ hả? 20-30 con trung bình. Là mình quay 2 mẻ. Sáng 1 mẻ, chiều 1 mẻ. Dạ đúng rồi, ngày thứ bảy nếu mà cao điểm là thứ bảy chủ nhật là ngày mà bán 40-50 con. Có khi nào mày bán tới 100 con chưa? Chưa. Cái đó thì chưa. Tại vì em cũng mới ra trong năm ngoái à. Wow, nhìn thấy hấp dẫn luôn các bạn. Quá hấp dẫn luôn ha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi về nhà các bạn. Thay vì nướng bằng cái lu, bây giờ người ta chế biến ra một cái lò nướng như thế này, nó giống như cái lu luôn vậy đó. Bây giờ mình mua hai con cá lóc về, còn họ rau họ đưa nè các bạn. Trời ơi, xà lách xanh, húng lủi, rồi rau quế, ngò ôm, cái gì cũng có chứ á. Rồi hình như có lá cóc nữa nè. Ở bên Mỹ nè, không bao giờ các bạn sẽ ăn được lá cóc nữa nha. Ăn mấy chua chua, mình ăn thử rồi rất là ngon. Một cái dĩa rau này thì ở bên Mỹ các bạn mua nhiêu? 10 đô phải không? Đó, 10 đô đó là mùa hè nha. Còn mà nếu mà nói về mùa đông không có đâu. Mùa đông bây giờ ở bên bển làm gì có rau. Nếu mà ở bên Mỹ mà mình mua một cái mẹt rau như thế này thì có thể gọi là sai xí phẩm. Đây là cái con gà quay nãy mình mua đó bạn. Quay nướng lu theo người Huế nha. Có 170 chạy ra khoảng cỡ 7-8 đô gì đó.
là mẹ của bạn đó. Thì họ sẽ có dưa leo cho mình, rồi họ sẽ cũng có rau răm. Và chút xíu nữa mình sẽ bày ra hai con cá lóc nướng nữa. Rồi, công chúa của tôi vào trong bàn rồi nè nha. Bữa nay công chúa uống bia không công chúa? Đó, bữa nay công chúa của tôi uống bia nè, thấy không? Tú ở đây nè, Tú ơi. Tú ơi, ngồi ăn đi con. Đây cá lóc nướng nè các bạn. Cá lóc nướng thì theo kiểu miền Tây nha. Mỡ hành nè, dĩ nhiên phải có đậu phộng rồi. Con này nói là ba người ăn chứ thật ra bốn người ăn cũng được nữa, nhưng người ăn mạnh thì hai người. Mình mua hai con để ra mình một con trước. Thịt gà thấy nó hấp dẫn quá các bạn. Gà quay anh thích nhất là cái dĩa rau, cái mẹt rau nó cho. Bánh này là bánh bao Huế các bạn nha, bánh bao của người Huế nha. Bánh bao người cái gà quay Huế. Quay à? Rồi, mời vào. Rồi, mời công chúa dùng trước nha. Mời ngoại dùng ca ăn rồi con. Mời ngoại dùng trước rồi con dùng. Anh Phong, anh Phú hay nói mời ba mẹ hoặc là ai lớn thì người lớn nhất trong nhà mình mời người lấy trước. Mình chăn riêng hay là chăn cho đây? Rồi mời cả nhà nha. Rồi cuốn một cuốn Tuấn cuốn đến review rồi cái. Không em tự cuốn đó. Cuốn anh cuốn hay với thì chị ba chị quay để đem qua gió đấy. Nè à, chị ba hay quay nè. Thôi giờ hai vợ chồng á cuốn thì chồng Tuấn quay nha. Hai vợ cuốn đi rồi chồng Tuấn quay. Mình hay có cách đặt là bánh tráng mình làm hai cái mà nó làm hai cái. Nó bể không? Xa thấy nguyên người nên đừng có cái quả ta bình thường phải có rau trước chứ ha. Ngoài đây ngoài cố má ăn không ăn không tội bữa hổm mà xuống nhà cô Sáu làm thì ăn cũng ngon, ngon quá ngon luôn. Phải chia bên Mỹ là mình có cá lóc nướng các bạn ha. Ở bên thì chỉ có cá pasa như cá fish thì thôi là đại khái. Không có cá lóc. Cá lóc bên bển thì nó đông lạnh rồi, khi mà mình đem ra mình nướng hay mình làm gì đó là bị tanh tanh, bị bùn nhiều quá. Đố các bạn biết hai con cá lóc với lại một con gà bao nhiêu không? Hồi nãy mình có nói rồi phải không? Chỉ có 470 ngàn. Chưa được 20 đô nữa, chưa được 20 đô mà nguyên cả gia đình ăn hết trơn các bạn, mà ăn không hết luôn đó. Mình dám bảo đảm luôn.
Rồi, cái cuốn của mình này. Cái chất lượng không? Quá chất lượng luôn. Mắm nem rồi đi, mắm nem rồi đi ha. Rồi, xin mời các bạn nha. Mời quý vị. Cá lóc nước. Hết thể con bà bảy luôn. Em nó câu nó tương giận một đời. Ngon quá các bạn ơi, không cưỡng lại được. Vừa ăn hết, các bạn ăn thêm một miếng nữa. Rất là ngon. Và ở mà mình có lại nhà người cậu của mình. Nhưng mà mình hay cách sáng chút xíu, mình nhắn ăn tự nhiên. Bữa nay tới nhà của em mình để ăn uống nó tự nhiên. Caramel nó có bụng nóng rồi, đúng không? Nhà chính không cho caramel ăn được chưa? Caramel nó bụng chút nè. Caramel ha, đây, caramel bụng lắm. Mắm nè, ba chỗ này có mắm nè, có cá. Ớt thì mình vừa ăn mà, không có cay lắm. Còn mà ớt thì cay quá. Lo ăn mà cũng nghe lo nói đồ quái. Cho caramel ăn đói bụng luôn. Làm YouTube tội nhất là caramel. Bây giờ mình đã ăn cái con gà quay cũng cùng với một thì một chủ các bạn ha. Nhưng mà hai địa điểm nó gần nhau, một bên là 325 còn một bên là 322 là khá là gì vậy? Gà nướng luôn. Nó dai dai, thịt nó ngọt, ăn nó lạ miệng. Nó không phải giống như là gà quay. Gà quay nó khác, gà nướng luôn nó khác các bạn. Ăn như là dưa leo. Cái này rau răm. Chấm nước mắm, nước sốt của nó nữa. Nước sốt của nó cho nước mắm nè. Được rồi. Ừ, chắc ăn được. Không có giấy mực nào để diễn tả được. Phải nói một buổi trưa thú vị, một bốn Tết lại cùng với gia đình. Thật ra cái Tết nào cũng gì là một cái Tết đoàn viên, mình mua đồ ăn về ở nhà cũng cùng gia đình gì không, nó vui vẻ hơn. Ra ngoài quán thì cũng được, nhưng mà nó cũng có ấm cúng, cái sự vui vẻ không có hơn nữa. Bữa nay một năm mình về xuân về với gia đình, ngồi ăn chung với lại công chúa. Thật tuyệt vời. Ông chú già. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ một buổi ăn trưa cá lóc nướng trôi miền Tây và gà nướng lưu theo của người miền Trung, rất là đặc biệt. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng mình chia sẻ và xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video lần sau. Xin chào, bye bye.